Luận Đại Trí Độ, quyển 56. Phẩm thứ 30, tàm thán, ba phen tán thán, kinh. Lúc bấy giờ chư thiên vương, chư thiên, chư phạm thiên vương, chư phạm thiên, chư thần tiên, chư tiền nữ, đồng thời ba phen xưng tán rằng: hay thay, hay thay. Ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật là nhờ ân lực nhân duyên xuất thế của Đức Phật. Nếu có vị Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật, chọn chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật, thì chúng tôi xem vị đó như là Phật. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật tuy chẳng có pháp khả đắc mà hàm chứa tất cả các giáo pháp, từ bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí của cả ba thừa giáo, tức là của Thanh Văn Thừa, của Bích Chi Phật Thừa và của Phật Thừa. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này chư thiên tử, như chỗ ông nói, trong Bát Nhã Ba La Mật tuy chẳng có pháp khả đắc mà vẫn thông cả ba thừa giáo, gồm Thanh Văn Thừa, Bích Chi Phật Thừa và Phật Thừa. Này chư thiên tử, nếu có vị Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật mà chọn chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật, thì các ông nên kính người ấy như kính Phật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật rộng nói cả ba thừa giáo gồm Thanh Văn Thừa, Bích Chi Phật Thừa và Phật Thừa. Lại vì hành Bát Nhã Ba La Mật là hành vô sở đắc vậy. Trong đàn Ba La Mật dẫn đến trong Bát Nhã Ba La Mật thì Phật là bất khả đắc, mà ly đàn Ba La Mật dẫn đến ly Bát Nhã Ba La Mật thì Phật cũng là bất khả đắc. Dẫn đến trong nhất thiết chủng trí Phật bất khả đắc, mà ly nhất thiết chủng trí Phật cũng bất khả đắc. Này chư thiên tử, nếu có vị Bồ Tát nào tu tập hết thảy các pháp từ đàn Ba La Mật dẫn đến nhất thiết chủng trí, thì các ông phải nên tôn kính vị ấy như tôn kính Phật vậy. Này chư thiên tử, thuở xưa vào thời Phật Nhiên Đăng ở ngã tư đường trong thành Hoa Nghiêm, ta vừa thấy Phật vừa nghe pháp, liền chẳng ly công hạnh đàn Ba La Mật dẫn đến công hạnh Bát Nhã Ba La Mật, chẳng ly nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng ly niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, chẳng ly bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, chẳng ly các tam muội môn, các đà la ni môn, chẳng ly bốn vô sở ý, mười lực, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, chẳng ly đại từ đại bi cùng vô lượng Phật pháp khác. Vì sao? Vì ta hành vô sở đắc vậy. Lúc bấy giờ Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho ta ở trong đời vị lai sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, với đầy đủ 10 đức hiệu như lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Chư thiên đồng bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, hy hữu thay, Bát Nhã Ba La Mật có thể làm cho Bồ Tát được tát bà nhã. Vì sao? Vì ở nơi sắc dẫn đến ở nơi nhất thiết trùng trí, Bồ Tát chẳng thủ mà cũng chẳng xả vậy. Luận: trong hàng chư thiên tại Pháp hội, có các thiên chủ ở cõi trời dục giới, các vị phạm thiên vương ở cõi trời sắc giới, chư vị đại tự tại thiên vương cùng vô số các quyến thuộc, đều là các vị thần tiên và các vị tiên nữ. Vì quá hoan hỷ khi được nghe Ngài Tu Bồ Đề thuyết về Bát Nhã Ba La Mật, nên chư thiên tử đã tán thán đến 3 lần. Chư thiên nói: Ngài Tu Bồ Đề đã nương theo thần lực của Phật để thuyết về Bát Nhã Ba La Mật. Nếu có vị Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật, chọn chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật, thì chúng tôi sẽ tôn kính vị đó như Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều rốt ráo không mà vẫn tu tập đầy đủ giáo pháp của cả ba thừa. Tu tập như vậy mà vẫn chẳng chấp công đức ở ba thừa có sai khác, lại cũng chẳng đọa vào chấp không, như vậy mới hy thật là rốt ráo không. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật rộng nói cả ba thừa, phá trừ tâm chấp về định kiến liên hệ đến chân và tục. Trong Bát Nhã Ba La Mật thì chân và tục song dụng, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Chư thiên nghe Ngài Tu Bồ Đề thuyết Bát Nhã Ba La Mật thập thâm vi diệu, nên sanh tâm hoan hỷ đồng tán thán: hay thay, hay thay. Phật ấn khả lời tán thán của chư thiên rồi dạy rằng: trong 6 pháp Ba La Mật cũng như ly 6 pháp Ba La Mật thì Phật cũng là bất khả đắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Nên biết do vì hết thảy các pháp đều duyên hòa hợp tác thành mà có các danh xưng khác nhau, như Phật, Bồ Tát, tất cả các pháp đó đều là tự tánh không. Bồ Tát nào tu tập 6 pháp Ba La Mật mà dụng được tâm vô sở đắc thì Bồ Tát ấy được xem như Phật vậy. Ví như vị Thái tử
Dù nay chưa được lên ngôi báu, những quyết định về sau sẽ được làm vua. Cũng như vậy, vị Bồ Tát nào dục vô sở đắc, tu tập sáu pháp ba la mật, quyết định trong đời vị lai sẽ thành Phật. Nhân đây, Phật đã tự dẫn chứng sự tu tập của Ngài vào thời của Đức Phật Nhiên Đăng, để cho đại chúng được rõ vậy. Như vậy, khi Bồ Tát tu tập được vô sanh pháp nhẫn là đã vào được Bồ Tát vị, đã thấy được chư Phật ở trong mười phương, thường nghe chư Phật thuyết bát nhã ba la mật, thường tán thán bát nhã ba la mật, nên được thâm dài về bát nhã ba la mật nghĩa. Do được thâm dài về bát nhã ba la mật, nên Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều là hư vọng, khiến chẳng còn thủ pháp, lại biết rõ hết thảy pháp đều đem lại lợi ích cho chúng sanh, khiến chẳng có xả pháp, vào được nơi thật tướng bất sanh bất diệt của các pháp. Kinh: lúc bấy giờ Phật nhìn khắp bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, lại nhìn chư đại bồ tát, chư thiên, chư phạm vương cùng chư thiên tử và thiên nữ hiện có mặt tại pháp hội. Nhìn khắp pháp hội xong, Phật bảo vị đế thích rằng: này Kiều Thi Ca, nếu có ai hoặc bồ tát hoặc là tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di hoặc là thiên tử thiên nữ nghe được bát nhã ba la mật rồi thọ trì đọc tụng thân cận thuyết giảng,